mến, trở lại với trường quay S3 của Thư viện Cuộc Sống. Ngày hôm nay thì chúng tôi rất vinh dự được chào đón đến trường quay của chúng ta ca sĩ Tạ Quang Thắng. Và ca sĩ Tạ Quang Thắng cũng là một trong những thành viên của đoàn hành trình trở lại đường Hồ Chí Minh trên biển nhân dịp kỷ niệm 50 năm. Vâng, thưa anh Thắng, cái hoạt động tình nguyện gần đây nhất của anh liệu có phải là chuyến đi tìm lại đường Hồ Chí Minh trên biển này không ạ? Chuyến đi đó cũng là một chuyến đi rất là lớn và ý nghĩa, nhưng mà cái hoạt động mà gần đây nhất mà tôi tham gia hoạt động tình nguyện đó là tôi tham gia chương trình Lễ hội Xuân Hồng. 2 năm trở lại đây thì năm nào tôi cũng tham gia Lễ hội Xuân Hồng với tư cách là ca sĩ hát ở trong cái chương trình hiến máu nhân đạo. Có thể là mới chỉ điểm qua trong vòng 2 năm gần đây thôi, nhưng anh cũng có một vài những cái hoạt động tình nguyện của mình rồi. Vậy thì quan điểm của anh như thế nào về việc hoạt động tình nguyện ạ? Cá nhân tôi thì tôi nghĩ là đã gọi là tình nguyện thì cái điều đầu tiên nó phải xuất phát từ cái tâm của mình, từ trong trái tim của mình thực sự muốn làm điều đó. Cái thứ hai là mình hướng tới cộng đồng, hướng tới những cái người mà khó khăn hơn mình. Và cái thứ ba là đối với những nghệ sĩ như chúng tôi thì cũng có một cái lượng người chú ý đến mình cũng nhỏ nhỏ, thì mình cũng có thể từ đó mình có thể nhân rộng ra những cái hoạt động để cho những người yêu mến mình cũng tham gia những hoạt động đó thì sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. Rõ ràng về hoạt động tình nguyện là để giúp đem lại lợi ích cho cộng đồng, đem lại lợi ích cho tất cả mọi người. Tuy nhiên thì thí dụ như với những bạn học sinh chẳng hạn, thì khi làm tình nguyện và làm đẹp cái bảng hồ sơ thì khi gửi bộ hồ sơ đấy ra nước ngoài thì sẽ được đánh giá rất cao. Còn một số nghệ sĩ hiện nay họ làm tình nguyện thì cũng kéo theo nhà báo hay những đoàn làm quay phim chụp ảnh đi để có thể lăng xê thêm tên tuổi của mình. Anh quan điểm sao về việc này ạ? Tôi nghĩ là những cái việc đó là có chứ không phải là không có, và nhưng mà tôi nghĩ nó cũng chiếm số ít thôi, bởi vì đa số mọi người đã nói là tình nguyện thì thường là mọi người rất là hào hứng và mọi người nhận thấy là tự mình muốn làm những điều tốt đẹp cho cuộc sống thôi. Còn như tôi nói lúc đầu thì ví dụ như những nghệ sĩ như chúng tôi thì đôi khi cũng muốn là mình làm một hành động đẹp nào đó thì để cho những người mà hâm mộ, những người mà chú ý đến những người như chúng tôi thì sẽ nhân rộng được hành động đó. Còn tất nhiên là có những trường hợp mà có một số bạn học sinh mà muốn là có một hồ sơ đẹp hơn thì tham gia hoạt động đó thì tôi nghĩ là có, nhưng mà dẫu sao thì chúng ta nên nhìn vào cái hành động của các bạn đấy, dẫu sao vẫn là những hành động đẹp, tôi nghĩ là chúng ta nên ủng hộ dù là dưới hình thức nào, nó vẫn là tình nguyện thôi. Vâng. Có thể là những hoạt động tình nguyện thì có thể chia ra làm tạm thời chia ra làm hai dạng. Ví dụ như họ xuất phát từ mục đích cá nhân là họ muốn làm lợi cho bản thân mình, và thứ hai là họ thực sự nghĩ về cộng đồng. Vậy thì nếu mà nghiêng về cái dạng thứ nhất chẳng hạn, họ nghĩ về bản thân mình trước xong sau đó mới làm tình nguyện, thì theo anh nó có khác gì so với những cái hoạt động hoàn toàn là từ thiện không ạ? Từ chính bản thân mình. Về bản chất như chúng ta trao đổi với nhau thì theo tôi là về bản chất nó đã khác nhau rất là nhiều rồi. Tuy nhiên mỗi một hành động dù là có mục đích hay là không có mục đích thì tôi nghĩ nó cũng rất là hay. Tuy nhiên thì trong cái cuộc trao đổi này tôi nghĩ chúng ta nên đề cao cái việc mà chúng ta làm tình nguyện không vì mục đích gì thì hay hơn. Và tôi nghĩ đó nó là cái ý nghĩa chính xác nhất của từ tình nguyện. Còn nếu mà khi mà mình đã làm với mục đích nào đó mang tính cá nhân ấy, thì dù là cái việc đó ý nghĩa đến mấy thì cái tính chất của cái chữ tình nguyện nó cũng không được đúng nghĩa lắm. Tôi nghĩ là như vậy. Nhiều người hiện nay quan niệm là việc làm tình nguyện thì khá là mất thời gian, đặc biệt là với những người ví dụ như không muốn đi du học hay không có nhu cầu muốn được nhiều người chú ý đến mình về mục đích thiện nguyện chẳng hạn, thì họ thấy việc đó khá là mất thời gian và tốn công của họ nữa, cả mất công cả mất sức. Vậy thì bản thân anh khi mà đã tham gia những cái hoạt động, đặc biệt là như chuyến đi tìm lại đường Hồ Chí Minh trên biển, anh đã phải theo cái đoàn tàu đó đi từ Bắc và Nam đúng không ạ? Một cái chặng hành trình rất là dài. Thì anh có thấy là đấy là một cái khoảng thời gian mà anh có thể bỏ lỡ những cái công việc mà những cái dự định riêng của bản thân mình không ạ? Đúng rồi, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều công việc ở nhà, nhưng mà để mà được tham gia cái chuyến đi đó thì tôi nghĩ là cái đầu tiên mình xác định cho bản thân mình là cái mục đích mình muốn đi vì cái gì và tấm lòng mình có thật sự muốn đi hay không. Và thực ra tôi sẽ thấy rất là tự hào với những việc mà mình làm, những cái điểm mà mình đặt chân đến và những cái hoạt động cùng với đoàn hành trình. Tôi nghĩ là đấy vừa là cái trải nghiệm riêng mà chúng tôi tích lũy trong cuộc sống để làm nghệ thuật, và cũng vừa là những hoạt động ý nghĩa mà tự mình cảm thấy vui khi mình làm được những việc đó thôi. Còn cái việc mà để lại công việc ở nhà chắc chắn là có rất là nhiều việc, nhưng mà mỗi một người trong chúng ta đều có việc riêng, nhưng mà cái quan trọng là khi mà chúng ta làm những việc ý nghĩa, chúng ta nghĩ đến cộng đồng hơn là nghĩ đến bản thân mình. Vâng, chính xác, đúng là như ca sĩ Tạ Quang Thắng vừa chia sẻ. Vậy thì trong cái chuyến hành trình đó, anh có sáng tác hay là có thu nhận được những cái cảm xúc, những cái trải nghiệm như thế nào không ạ? Đấy là một chuyến đi rất là lớn và dài và ý nghĩa, nên là tôi cũng có cho mình rất là nhiều trải nghiệm. Đầu tiên đó là
sống xa nhà và sống với những người rất là lạ, 148 thành viên, rồi là được đến rất là nhiều nơi từ Bắc vào Nam. Vâng. Và những cái điều đó đã thôi thúc tôi viết nên một cái bài hát. Và tôi hát tặng các bác cựu chiến binh thôi. Đó là cái bài hát Ký ức không tên, vì đây là cái kỷ niệm đoàn tàu không số mà. Nên là tôi nghĩ đấy cũng là một cái điểm mà tôi đã thu nhận được. Đó là cái phần cảm xúc sau cái chuyến đi đó, cũng rất là hay. Và cảm ơn ca sĩ Tạ Quang Thắng ngày hôm nay đã đến và chia sẻ với những khán giả của chương trình Thư viện Cuộc Sống. Chắc hẳn là qua những chia sẻ, tôi nghĩ là từ chính bản thân anh, từ những suy nghĩ thật của anh, thì các bạn khán giả của chúng ta cũng đã thu nhận được những cái cảm xúc, những cái cảm nhận cho riêng mình. Và biết đâu một phần trong số họ sẽ có được những cái thay đổi quan niệm về hoạt động tình nguyện, đúng không ạ? Đúng như chúng ta đã trao đổi, hoạt động tình nguyện chúng ta hướng đến mục đích là vì cộng đồng. Tất nhiên có thể bạn đến với nó không hẳn là bởi vì bạn nghĩ cho người khác, mà đầu tiên là vì cái lợi của chính bản thân mình. Nhưng hy vọng rằng là sau này với những cái hoạt động đó, khi chúng ta thực sự làm từ tâm thì chúng ta sẽ cảm thấy bình an và hạnh phúc. Đó mới chính là ý nghĩa lớn nhất của những hoạt động tình nguyện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Thư viện Cuộc Sống ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.